Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại chợ đào Lạc Long Quân, chợ hoa Bích Đào Lạc Long Quân. Những hình ảnh rất đẹp tại mùa xuân 2022 quý vị và các bạn. Những bông hoa đào đang khoe sắc bầu trời xuân rồi, rất đẹp. Rất nhiều những cành đào đẹp, quý vị và các bạn có nhu cầu hãy tới cuối đường Lạc Long Quân, ngay ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn và đường Lạc Long Quân, có rất nhiều cành đào đẹp. Wow, người người chờ đào, nhà nhà bán đào. Những hình ảnh đây, biết thấy đây các anh có một vụ chốt rồi, biết sẽ gửi tới quý vị và các bạn giá. Bác ơi, cành này bác mua bao nhiêu tiền đấy ạ? Bác mua bao nhiêu tiền đấy? Dạ vâng, chúc mừng bác. Hoa đào đẹp nhỉ? Quay. Vâng ạ. Con quay không khí Tết của người Hà Nội ạ. Và bác khéo mua. Con thấy bác khéo mua. Dạ. Những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Bác thấy chuẩn chưa? Không trồng đào. Bác người Nhật Tân không trồng đào. À thế ạ. Bác người Nhật Tân luôn ạ. Thế này bác chọn đào là đẹp rồi, chuẩn. Màu đào đỏ thắm. À hồng, hồng thắm. Này là hồng. Dạ. Bác là người Nhật Tân, đi mua đào Nhật Tân luôn quý vị và các bạn. Tuyệt vời. Vẫn mời quý vị và các bạn đi cảm nhận cuộc sống vui nhộn ở trên chợ đào. Rất đẹp. Người người đến chọn đào, nhà nhà đến chọn đào quý vị và các bạn. Đấy, cô đã mua được những cây quất của mình rồi, về chơi xuân rồi. Chúc mừng bác. Vâng ạ. Dạ. À, và quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí đón xuân. Quý vị và các bạn bấm vào chuông và quý vị bấm rung chuông. Khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được hình ảnh không khí đón xuân tại thủ đô Hà Nội. Rất đẹp. Anh đang chào giá 300. À, anh đây đã bán được cành đào rồi. Cành đào về thấy rầm rất nhiều. Chúc mừng anh. Đẹp quá. Cành bán rẻ lắm bác. À đúng rồi. Anh bán bao nhiêu tiền? Bán 200. 200 hả? À 300 ạ. Vâng, em cảm ơn. Wow. Thế này thì anh phá giá thị trường à? Vâng. Wow, 300 cành đào. Dạ quý vị và các bạn. Rất đẹp. Vâng. Đúng rồi. Anh bán này thì anh bán này người chơi anh thích. Vâng. Bình thường anh bán 700 cành này quý vị và các bạn. Cành này thì khoảng 5 6 hôm nữa thì sẽ những cái dăm này nở rất nhiều. Vâng. Thời tiết đẹp nữa thì thôi rồi. Đấy, quý vị và các bạn thấy nụ nhiều. Không khí thì mỗi một lúc nhộn nhịp hơn. Wow,
cành đào này rất đẹp. Cành đào này vì thế nở nhiều rồi. Anh chị chốt 9,5 rồi. Wow, quá đẹp quý vị và các bạn. Cái nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà nhiều nụ. Rất đẹp. Và Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh ở trên cao nhé. Việt sẽ đưa cái cây lên cao để gửi tới quý vị và các bạn toàn cảnh không gian ở đây. Ok anh, có luôn. Bạn ơi, hai cái xe đây. Rồi, vâng, alo, anh à, anh đây có cành đào đẹp thế. Vâng, cành sen đây này. À, vâng. 3 năm rồi đấy này. Wow, 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi cành này. Gốc to nhờ. Gốc to này, vừa cắt xong rồi. Wow, vừa cắt xong. Wow, cành sen, wow, đẹp lung linh. Lung linh luôn. Nhụy còn vàng óng quý vị và các bạn. Cây này là khoảng 1,5 triệu. 1,5 triệu á, sao anh bán rẻ thế. Ôi, của nhà rồng ra thì bạn có khách chỉ thế thôi. Dài 3m, 1,5 triệu. Thế thôi. Quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu mua đào thì đến ủng hộ anh. Đây. Anh hay mặc áo áo bò. Đúng chất bộ đội. Đúng rồi, hoa hồng. Đấy. Vâng. Cành đào đẹp. Đấy, Huyền. Vâng. To. Dài tầm khoảng 2m8 nhỉ. Cầm đấy. Vâng. Đây là đẹp. Chơi chân đào già này. Vâng. Thế Huyền này. Vâng. Đào già Thế Huyền. Ok, chúc anh sớm bán được nhá. Rồi. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đào tới ủng hộ anh. Anh trồng nên những cây đào rất là đẹp. Vâng. Wow. Hoa to chưa? Hoa to chưa? Đẹp thế. Không. Lũ qua chúng bây lở lại về chưa là lũ rồi. Lũ thì lũ to và tuyệt vời, nhộn nhịp lắm rồi quý vị và các bạn, nhà nhà người người đến chọn đào. Không khí đông vui nhộn nhịp. Chị gái mua cành đào bao tiền đấy ạ? Dạ. Chị ngại quá chị không nói. Tuyệt vời quý vị và các bạn, không khí đông vui nhộn nhịp. Tuyệt vời quý vị và các bạn đi tiếp để cảm nhận không khí tại chợ hoa đào Lạc Long Quân. Ông phải đi ra. Không phải em là khách
xem chị giao dịch hai cành này giá bao nhiêu. Người người chọn đào, nhà nhà chọn đào rồi. Tết đến nơi rồi quý vị và các bạn. Không khí đón xuân gọi là nhộn nhịp. Bác mua cành đào bao tiền đấy bác? Vâng, chúc mừng bác ạ. Bác khéo mua 250. Bác để ở ghế sau ấy ạ? Ghế sau của anh ngồi chưa? À vừa luôn. Hết chưa? Hết rồi, vâng. À, bác bán được rồi à, chúc mừng bác. Bán hết chưa? Rồi. À, cô mua này 100 đúng không ạ? Vâng, chúc mừng cô, con thấy nụ nhiều. Đấy đúng không? Cái này và, mà có cả quả nữa, cô khéo mua đấy. Quả đây. À đây, đúng rồi. Vâng. Người người chở đào, nhà nhà đến mua đào quý vị và các bạn. Người người bán đào, à, toàn hoa hậu Nhật Tân mang đi bán thôi. Trai xinh gái đẹp xuống phố chọn cho mình những cành đào để về chơi xuân. Cành này đẹp thật, hoa to quý vị và các bạn. Nhộn nhịp. Cành này cô mua bao tiền để Việt xem. Chúc mừng chị. 300 mấy chị gái? Dạ. Chị mua 3 tiền đấy ạ. 350. Vâng, em cảm ơn. Vâng, chúc mừng cô ạ. Dạ. Vâng. Việc thấy là tối rồi các chị bán sớm. Bình thường lúc nãy thì các chị bán 400. Vâng. 320 thôi. À 320 ạ. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đây là giá gốc là 320.
Việt cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng chợ hoa đào Nhật Tân tại đường Đặng Đăng Quân. Chúc quý vị và các bạn mùa xuân tươi trẻ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Cô đang trả giá cành đào, không biết cô có chốt không? Đây, anh chị cũng mua cành đào rồi. Và anh chị mua cành đào bao nhiêu đấy ạ? Wow.